Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, vào thời điểm này thì cửa hàng vẫn được đón hai anh em đến từ Vĩnh Phúc. Vâng, em Dũng. Tuy anh nhìn như này nhưng ít tuổi hơn chủ cửa hàng nhé. Vâng, hai anh em đến từ Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Vâng, vào giờ này là đúng 12 giờ 15 phút đêm. Vâng, chủ cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh cũng đã về nhà. Và đây còn một mình cô chủ. Vâng, vào buổi tối chỉ còn Quang Ngọc và tất cả các khu chợ cũng đã đóng cửa hết. Vâng, đây là chiếc xe của hai em. Vâng, không còn một cửa hàng nào mở cửa, như cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh vẫn được đón hai anh em đến từ Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Vâng, về cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh sắm cho mình một cặp loa Kenwood. Cặp loa Kenwood NS990HG. Vâng, những cặp loa này thì có công suất là 200W trên một thùng. Mang trên mình cặp bát 30, màng carbon, một chung, một chép. Vâng, mặt Bombay. Và cặp loa này có trọng lượng là rất nặng. 180. Vâng, cặp loa Kenwood NS990HG. Vâng, và chiếc âm ly Sansui Alpha 607MR. Vâng, như chiếc âm ly cách đây vài ngày, Âm thanh Đức Hạnh thông báo cho quý vị và các bạn một chiếc âm ly đẹp không tì vết. Vâng, hôm nay em Dũng đã về tận cửa hàng và sắm ngay cho mình một chiếc âm ly. Vâng, những dòng âm ly đẹp và xuất sắc như thế này thì cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh lựa chọn về là những sản phẩm chất lượng để phục vụ cho quý vị và các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Vâng, tất cả các sản phẩm nói lên thương hiệu và của cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc thì luôn cung cấp cho quý vị và các bạn những sản phẩm mà quý vị và các bạn yêu thích nhất. Vâng, bằng tất cả những sản phẩm chính hãng. Vâng, cửa hàng không bán hàng nhái, không bán hàng giả. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn về theo địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh, trục đường 18, Hà Nội, Quảng Ninh, Uông Bí. Trung tâm Âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc nằm trong cổng chợ số 3, cách trục đường 18, 30m. Vâng, rất mong những ý kiến đóng góp chân thành của quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây để đóng hàng cho hai anh em về Vĩnh Phúc cho sớm. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Hai anh em có ưng sản phẩm ngày hôm nay các anh chọn không? Sản phẩm đẹp, chất lượng. Vâng, cũng đã về cửa hàng cũng vài lần để kiểm tra và xem cửa hàng có như lời giới thiệu không, đúng không? Xem nhiều ba mới mua được. Vâng, lần thứ ba, đúng là lần này lần thứ ba. Buổi sáng của ngày hôm nay buổi sáng của ngày hôm nay đã có mặt tại cửa hàng rồi. Thế mà quý vị và các bạn theo dõi kênh của điện tử Quang Ngọc và Âm thanh Đức Hạnh thì cũng biết những khuôn mặt thân quen cũng xuất hiện ở trên kênh. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.